Xin thưa với các thượng đế, cổ nhân nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh ra bao giờ cũng vậy, cái lúc sinh ra là tính là bản thiện. Đấy, thì trong cái quá trình coi như là phát triển thì là này nọ cái lọ cái chai thì có thể thay đổi nhá, có thể thay đổi, có thể chuyển hướng. Đấy, ví dụ như một người sống ở cái môi trường mà cái môi trường đó người ta có cái tiêu chí là đi nhẹ, nói khẽ và cười duyên, thì đương nhiên rồi, người đấy chắc chắn là cũng sẽ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Đấy. Thế còn cái vấn đề ngược lại thì có nói 1001 đêm cũng chẳng hết được cái chuyện đấy. Đài cũng vậy. Đài khi mà nhà sản xuất xuất xưởng thì đương nhiên là phải phải tốt rồi, phải hoạt động tốt, hoạt động chuẩn thì người ta mới xuất xưởng. Thế mà trong cái quá trình sử dụng nha, trong quá trình coi như là qua nhiều người chủ này nọ cái lọ cái chai thì nó có thể chuyển hóa theo cái định luật bảo toàn năng lượng. Đó là mọi thứ không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đài đang nói đang yên đang lành lại chuyển sang Trần Văn Tịt, đấy cũng là cái chuyện rất bình thường. Đấy, có khi nó chưa tịt thì nó lại Trần Văn Sôi hay là Trần Văn Ủ, đúng không ạ? Đấy, nó có nhiều kiểu lắm. Đấy. Trước khi chia sẻ tới các thượng đế Trần Văn Sôi và Trần Văn Tịt thì báo cáo tình hình để các thượng đế được vui cái bụng. Lại tiếp tục có một thượng đế Trần Văn Chốt 10 cuốn băng cassette Sony HF còn nguyên cả ni lông. Còn nguyên cả ni lông như thế này. Đây. Đấy, còn nguyên cả ni lông. Còn nguyên cả ni lông. Bỏ ni lông ra xem thì thôi rồi. Ôi rồi. Đấy. Con gái yêu cầu mình tặng ngài cuốn này. Cuốn này vẫn nghe nha, mình đưa vào đài mở vẫn nghe. Đây. Cuốn này màu mè thì nó đẹp, để bày thì thôi rồi. Đây. Đấy. Ôi trời ơi. Mà cái ốc này như kiểu ốc bằng inox sao nó cứ sáng loáng này này. Đây, dây băng này. Mở vào đưa vào đài vẫn nghe bình thường nha. Đấy. Thì đương nhiên rồi, ngài có yêu cầu Trần Văn tặng thì đương nhiên là mình sẽ tặng. Và mình lại tặng tiếp ngài bằng này cuốn băng nữa để ngài bày, ngài bảo. Đây này. Đấy, đây này. Thì nghe được hay không nghe được thì cái đấy về mình cũng không thử đâu. Thế nhưng mà cái băng này là băng tặng, là ngài cũng yêu cầu về tặng để bày. Thì nhiều khi đây này, đấy, nhiều khi cái ruột mà nó nghe kém thì ngài cũng thông cảm cho nha. Đấy, tại vì những cái mẫu mã này ngài thích, ngài bảo tặng ngài để về ngài bày. Tặng bà ngài 5 cuốn này. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này. Tặng 6 cuốn. 6 cuốn thì trong đó có một cuốn đặc sắc này, là cuốn này mình nghe, mở mình nghe thì về nghe được, vẫn nghe được nhá. Đấy, tặng ngài 6 cuốn. 6 cuốn màu mè này nọ cái lọ cái chai. Cái loại băng như thế này thì mình cũng nhiều lắm. Đấy, có đồng chí nào mà thích thì mình Trần Văn tặng. Ngài chốt 10 cuốn băng Sony còn cả ni lông. Lại tiếp tục chốt thêm một cuốn băng XL2. Maxen XL2. Cuốn băng này mình thâu vào, mình dùng đầu Technic M3 số 2, mình thâu vào rồi mình bán 100.000 đồng một cuốn. Nội dung chương trình thì ca sĩ Chế Linh này này. Dây băng thì thôi khỏi phải bàn nha. Thế còn cái băng này mà chưa thâu thì mình vẫn bán 60, nhưng mà cái băng này không có nhiều. Chỉ có cái băng UD Maxen UD 2 thì mình có nhiều nha. Đấy. Vẫn là đang mục báo cáo thì phải báo cáo cho xong. Đấy, 10 con băng Sony. Còn đây là toàn băng cassette này. Địa chỉ tới này. Thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương này. Đây cũng băng cassette này. Đến tới đến địa chỉ là xóm Gốc Mít, Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên. Đây băng cassette này. Khu 2 Hùng Lô, Việt Trì, Phú Thọ này. Đây cũng băng cassette này. Sóc Trăng này. Đấy. Còn bây giờ đây, lại phải nhặt cái này vào lúc nó gói cho ngài này. Qua bóc ra để giới thiệu đấy. Qua bóc ra để giới thiệu nó mới như thế này. Còn bây giờ xin thưa với lại các thượng đế, để thuần hóa
để thuần hóa được một con ngựa bất kham. Đối với lại lão nông Chi Điền như mình, quả là một quá trình gian nan và vất vả nha. Gian nan và vất vả. Trước đài Trần Văn Sôi của người Thượng Đế ở Hòa Bình. Đài này là đài sáp QT77 MK2. QT77 đây này. Đấy, QT77 này. Sáp QT77 MK2. Thì hai cửa băng cassette đã làm xong rồi. Công tắc các thứ đã bảo dưỡng ngon lành cành đào rồi nhá. Đấy. Công tắc chiết áp đã bảo dưỡng rồi. Đấy, lẫy thâu băng này cũng đã bảo dưỡng rồi. Hai cửa băng cassette hoạt động hết rồi. Riêng cái phần radio của ngài ấy, thì cái video mà mình chia sẻ là cái đài này mình thấy cái nổi trội của nó là cái tiếng sôi của nó to lắm. Mình bán phải vài trăm cái đài, có khi đến hàng nghìn cái đài rồi. Thế nhưng mình chưa gặp cái đài nào nó lại sôi to như cái đài này. Nó vẫn bắt được, thế nhưng nó chỉ bắt được một vài đài thôi, nhưng mà cái tiếng bắt của nó bé tí tí, còn tiếng sôi của nó thì thôi. Thì mình cũng nói vui bảo liên hệ với Thượng Đế này, xem Thượng Đế có để cho mình lại không, có nhượng lại được không, để mình cứ để đây thôi, chứ mình cũng không 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 chuyển trạng thái sang Trần Văn Nét, để khi nào mà có tôi cái cuộc thi tổ chức đài sôi thì mình sẽ mang đi mình thi, vì chắc chắn là cái đài này sẽ đạt giải nhất nếu như thi cái tiếng sôi của nó sôi to lắm. Thế nhưng mà ngài ấy không đồng ý. Ngài ấy bảo tôi yêu cầu anh kê đơn bốc thuốc để làm sao mà nó ở cái trạng thái Trần Văn Nét. Thì có cái video sau mình cũng chia sẻ rồi. Thì cái đài này thì cũng xin thưa với lại các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam, cái đài này là của sư huynh của mình. Sư huynh của mình thì mới có lục tuần đây, mới có 60 đây nhá. 60 thì mình gọi bằng sư huynh là hợp văn lý. Đấy. Sửa lần này là lần thứ hai của mình rồi. Mua hàng cũng mua hai lần rồi, là mua đài, còn băng cassette thì cũng mua một cơ số lần rồi. Đấy thì sư huynh bảo coi như đệ hiền đệ làm sao mà kê đơn bốc thuốc để cho nó Trần Văn Nét. Thì đương nhiên rồi, không những sư huynh của mình mà các huynh, các đệ, các sư phụ khắp 63 tỉnh thành, ai có nhu cầu chuyển trạng thái đài từ Trần Văn Sôi sang Trần Văn Nét thì vui lòng liên hệ với số máy 036 88 88 479. Số đây là số điện thoại của lão nông chứ không phải là hotline với lại hot lủng gì cả nhá. Đấy, lại lại về lại vừa tây vừa ta lại nói từ hot nha. Hay nhiều khi lại bảo hot cái này cái nọ. Các thượng đế đừng có để lại bình luận này hot cái này cái nọ nhá. Đấy. Mấy con cu con nó bảo hot là nóng đấy, tức là cái số điện thoại hot là nóng đấy, còn cái gì chả nhớ nữa nha. Đấy. Thế nhưng mà đấy không phải số điện thoại hotline, đấy là số điện thoại của lão nông Chi Điền. Chuyển trạng thái từ Trần Văn Sôi sang Trần Văn Nét đến bây giờ đã thành công, thậm chí là thành công rực rỡ. Xin thưa với các thượng đế, từ băng sóng AM cho tới băng sóng FM, trăm lần hay không bằng một lần thấy, trăm lần thấy không bằng một lần sờ thấy. Còn nếu như mà vừa sờ và ngửi nữa thì đúng là quá tuyệt vời. Bây giờ cho nó ăn điện. Đến cuối năm 2023. Đèn FM Sitaro nó vẫn nổi lên. Thế nhưng nó tùy đài phát, có đài phát Sitaro thì nó nổi lên. Đấy, đang chạy radio đây. Tôi ở Kiên Giang, nói chuyện Kiên Giang. Từ đây đến đó không còn nào bị nước ngoài bắt nữa. Chúng ta cùng cố gắng làm được việc này thì khả năng phải gỡ được cái thẻ vàng này. Tại sao phải nói điều này thì mong bà con mình cũng chia sẻ. Ở đây có cái thằng cu con này là nó ngắt FM Sitaro rồi này. Là vô phương tôm cá mình không có bán đi đâu được hết. Mà như vậy thì ảnh hưởng đến sống cả triệu người, vài chục triệu người, rất là khó khăn trên cả nước. Sau những biến động thị trường trong quý 1 năm 2000. Liên quan đến giai điệu này, ngay sau đây. Ấn hành. Ôi giời ơi. Nó ngấm thuốc rồi, nó còn trong hơn cả nước mưa. Đây nó đây đây. Nó trắng ra thì ông em tốt số này là một kẻ lười nhác với đầy đủ những sở thích hoang phí cầu kỳ, thường làm bạn đồng hành
cùng sự dỗi dãi thái quá. Nó như thế này cậu chả ta trong hơn nước không mưa. Được sinh ra để bươn trải và vật lộn vươn lên. Hơn nữa, cũng chẳng có ai tìm cách sửa chữa những tật xấu bẩm sinh này trong tính cách của chàng thanh niên. Thỉnh thoảng, Lion cũng tự hỏi tương lai của mình sẽ ra sao nếu ôn lại gặp gia đình. Mà to hơi gì à? Anh chàng e ngại thầm nghĩ rằng cuộc sống rồi sẽ chẳng thoải mái mãi được như hiện tại. Đấy, cái loa bên đây này. Nhưng mà to hơi gì chưa à? Bao giờ... Hơi gì à? Mà cái đài này nó lại không có điều chỉnh bát, điều chỉnh âm trầm thì giảm bớt đi thì nó đỡ, nhưng cái này không có. Cân nhắc nghiêm túc với tương lai của chính mình. Mà điều này cũng chưa bao giờ thuộc về bản chất của những người thuộc loại này. Mỗi khi thoáng nghĩ đến, chàng thanh niên liền lập tức vội vã gạt phát những băn khoăn của mình đi, tự trấn an rằng nói cho cùng, Olive luôn yêu quý anh ta. Và Olive sẽ... Tam ca nói với em. Ôi dồi ôi. Ca múa, nụ cười tự không bắt thì thôi bắt nó. Có 45 thành viên gồm cán bộ. Kỹ nhận. Trong khuôn khổ các hoạt động của liên hoan, bên cạnh biểu diễn đấy, chương trình nghệ thuật đang... Cha có một người yêu. Khi cha họ được đưa... Nhằm khuyến khích người dân tham gia vào chuyển đổi số, đồng thời xây dựng các nền tảng ứng dụng công nghệ để cung cấp thông tin về môi trường. À em nhá. Ôi dồi. Thêm tổng số vốn gần 21.000 tỷ đồng. Bằng sống ai em đấy. Tỷ thuộc kế hoạch vốn được giao năm 2023 và hơn 855 tỷ đồng thuộc nguồn vốn kéo dài. Thưa quý vị, hình nó lại còn nói to nữa chứ. Ai em nó lại đã trong rồi nó lại còn nói to nữa. Chính thức tờ đăng mặt vấn an ninh quốc gia từ nhiều nước phương Tây và đại diện một số nước thuộc nhóm BRICS đã cùng thông. Mình cảm giác hình ảnh đó mới cho mấy người cũ. Yeah. Nhưng mà cái đó chỉ là một số người thôi. Dạ, đeo chị đây này. Cái chuyện tình yêu đã qua lúc nào cũng để lại trong họ những cái hoài niệm là khắc khoải mà dài lâu á. Các biên tập viên Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình một chương trình thời sự về những khoảnh khắc cuối phút. Giờ đó ông đã khẩn khoản phó thác Lionel cho Olive. Và Olive đã hứa sẽ vừa là anh trai, vừa là người thay thế cha mẹ cho cậu thiếu niên. Tất cả lướt nhanh trong đầu Lionel khi chàng ngồi tư lự bên bàn ăn. Và một lần nữa, cậu lại phải vật lộn chiến đấu với ý nghĩ tệ hại luôn ám ảnh rằng nếu có chuyện không hay xảy tới với anh trai cậu ở Aguinac, cậu ta sẽ được lợi lớn, rằng khi đó tất cả những thứ mà hiện nay chàng thanh niên chỉ có được nhờ lòng thương hại của người khác sẽ đương nhiên trở thành sở hữu của chàng. Dường như đang có một con quỷ bỡn cợt chàng trai bằng những lời thì thầm mỉa mai rằng cho dù Oliver có chết thì anh chàng cũng sẽ chẳng mất công buồn sầu lâu. Rồi sau đó, phẫn nộ trước giọng nói của sự ích kỷ đáng khinh bỉ mà chính bản thân chàng trai cũng thấy rùng mình ghê sợ mỗi khi nghĩ đến trong những giây phút sống có lương tâm hơn. Cậu thanh niên nhắc mình nhớ đến sự quan tâm trước sau như một, không chút toan tính vụ lợi của Olive. Cậu nhớ lại tất. Đúng rồi, không phải nói gì. Nhưng mà ngoài cái từ trong hơn nước mưa ra thì chả biết dùng cái từ gì nữa. Ôi, dừng video ở đây để lắp vào thôi. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.